Trời ơi chị ơi, em chán vậy thiệt luôn á chị hai. Làm gì chán? Sao vậy? Em đã nói là em hết kem dưỡng rồi. Em nhờ chị mua cho em cái loại kem dưỡng mà em hay dưỡng hàng ngày đó. Cái loại kem Việt Nam đó, có từ thời má đó. Cái hộp kem mà dưới ánh nắng xương long lanh triệu cành hồng khuê sắc ấm đó. Rồi em nói bao nhiêu lần mà tại sao chị không nhớ vậy chị hai? Chị mua cho em cái gì vậy hả? Cùng ba, thời đại 4.5x cộng 0.0 rồi mà cô ba còn biểu chị mua hộp kem dưới ánh nắng xương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm. Ủa chị ơi, chị không thể nào mua được hết. Ủa sao không mua được? Bán đầy ở ngoài thị trường á nè. Nhưng mà chị không muốn mua vì chị muốn phải thay đổi cô ba. Cho nên là chị đã mua cho cô ba một hộp kem mới hàng nước ngoài luôn. Không, em xài cái hàng là dưới ánh nắng xương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm đó biết bao nhiêu lâu rồi. Nó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Không, nó là hàng gia truyền. Cô ba, cái này là cái gì? Bây giờ chị nói là cái hàng này hàng tốt đúng không? Rồi nước nào, nước nào? Nước Bạn. Trời ơi, nhưng mà em không có quen xài. Cái này bao nhiêu tiền? 3.6 triệu. Trời ơi, chú quên bản học kem của chị. Chị lo học kem quá, em lo chị ba của em. Trời ơi, vậy vậy sốc không, không vậy nữa. Nó bị sốc nhẹt thôi, chú Út lụm cái học kem lên cho chị. Sốc tiền chứ phải sốc nhẹt. Trời ơi, 3.6 triệu của chị. Trời ơi, có mẹ không biết nào vậy? 3.6 triệu đây hả? Trời ơi, xin mạng. Trời ơi, sao vậy? Hộp kem 3.6 triệu vậy? Trời ơi, hộp kem ta 3.6 triệu là rẻ đó. Cô ba còn có hộp kem 10 mấy triệu nữa kìa. Em không cần, em không cần. Em không có nhu cầu đó. Em chỉ muốn là dưới ánh nắng xương long lanh triệu kinh hồng hoa sắc thắm 250.000 của em thôi. Trời ơi, tôi là hai nhờ mua hộp kem 250 mà chỉ mua thành 3.6 triệu. Trời chị ơi, chị mua hàng ngoại mà chú Út. Hộp kem này á, cái tên của nó đó là tiếng nước ngoài, nói chung là hơi bị khó đọc đó. Thì ai biết thôi đâu. Đấy, nhưng mà bây giờ đọc nôm na là kem trắng da bao thanh thiên. Thăng. Sao xong rồi không còn bao thanh thiên luôn hả? Là sao? Để cho đen thui rồi. Hộp kem dưỡng da kem ta, kem trắng da mà nghĩ sao đen thui. Mọi người đừng có đụng vô nữa nha, 3.6 triệu nó mất màu đó, một chút để em đi trả lại. Trời ơi, thiệt thèm luôn. Này còn đỡ nghe, hộp kem là còn 5 thở 10 thì, xài lâu lâu nó mới hết. Bữa em thèm ăn dâu, đó, em nhờ chỉ cho chị ơi mua giùm em hộp dâu Đà Lạt, 100 mấy 200 hộp thôi. Dâu Đà Lạt nó đã ngon rồi, người ta xuất khẩu đi nước này nước kia đúng không? Trời ơi, vậy mà cuối cùng nhà không mua, mà mua về thì... Có ai mà là một người chị thương em chồng như tôi không? Đó, chú Út vừa đòi một hộp dâu là có ngay lập tức một hộp dâu nhập khẩu. Giá bao nhiêu chị? Dạ 1.2 triệu. Thôi thôi, nói nghe mà còn tức á, nghe mà tức ngược á. Đây nè, tới giờ dâu nó còn chưa có tiêu hóa nè, nó dướng ở đây nè. Dâu mà 1.2 triệu hả? Ăn mà nó dướng cái cục tức ở đây nè. Chú Út ơi, chú Út đẹp trai quá mà, chú Út sang trọng quá mà, chú Út luôn luôn phải theo xu hướng, chú Út phải đẹp cái nào đúng ra cái đó chứ. Chị bình tĩnh lại, chị bình tĩnh lại. Em có nhu cầu ở ngoài chị ra, cô ba có nhu cầu tại ngoài hết. Trời ơi, cái gì mà chị hay ở ngoài với bao nhiêu tiền chị biết không? Cô ba ơi, cả mọi người đều muốn xài đồ xịn đồ hiệu thì phải biết cái chất lượng của nó như thế nào. Còn riêng chị phải cho vậy. Đây chị nói cho cô ba với chú Út nghe, chị là chị đã khẳng định đẳng cấp của chị từ tập số 1 rồi. Chị đồng nhất suy nghĩ của chị không thay đổi. Đối với bé Ngọc, luôn luôn lúc nào chị cũng muốn cho con chị học trường quốc tế. Và bản thân chị, từ tất cả mọi thứ từ trên đầu chị xuống tới dưới chân chị, dù nó không có bao nhiêu mét, nhưng mà rõ ràng một điều, cái gì trong người chị đều phải là đồ nước ngoài. Vì quan điểm của chị ơi, thế mà đồ ngoại nhập là nó tốt hơn hàng nội địa. Đi xin ngoại quá trời ơi, tiền nào của nó đâu phải nước ngoài là tốt. Về đồ ngoại nhập lúc nào cũng phải tốt hơn là đồ nội địa hết trơn. Có đồng minh này thấy không? Dâu vậy? Tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ hàng ngoại nhập đó, hàng trôi nổi từ khắp nơi. Hàng trôi nổi từ khắp nơi nhưng mà hiệu quả chất lượng, được nhập từ 4 phương trời, ta về đây chung vui không phân chia, giọng nói tin cười à, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ai, chào cho nhau những lời thiết tha, chào cho nhau những lời vô nhà ta mà ca giống như là mời tới đám tiệc đám hỏi đám cưới vậy. Đồ tôi đâu? Đây sữa dành cho trẻ em nội địa châu Âu, xin trao tay cho bà chị. Bà cho miếng này uống được thì đi miếng cho miếng. Trời, gì sáng chơi tạc lon sớm vậy chị?
gì vậy? Thì ai bị gì vậy? Trời ơi chứ. Báo! Qua nhà tôi gấp, chạy lên. Tôi đây. Tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng ngoại nhập, hàng trôi nổi từ bốn phương trời. Ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiền cười. Chị muốn mua thêm cái gì nữa cứ nói tôi có gì. Mấy người làm cái gì mà đánh tôi? Đánh trẻ em dưới tuổi vị thành niên hả? Đánh con trai chưa tới tuổi dậy thì vậy hả? Vừa bán hàng giả cho tao hả? Trời ơi, là hàng giả hả? Ủa? Mày nghĩ sao mày bán hàng giả cho tao hả Bảo? Nhưng mà sao tao chị biết? Tao quá tin tưởng mày mà. Tại sao mày chà đạp lên lòng tin của tao? Sao mà biết hàng giả? Sao chị biết hàng giả như khi nhảy vậy? Nãy giờ chị ngồi đây nè. Tại sao chị la? Cô bà chút thấy hả? Lấy điện thoại check cái mã vạch đó. Check đâu có ra. Nó bán đồ giả. Lấy gì check ra? Còn mấy dấu hiệu nhận biết là hàng giả không? Chỉ là dân sai hàng hiệu mà. Nó mệt quá đi. Tôi nha, tôi nói thật luôn á. Tôi xin được lấy anh Trăng kia ra mà thề. Ôi, tôi... mày đừng có thề như vậy. Tội nghiệp cho anh Trăng kia lắm. Anh Trăng kia nó đâu có cố định đâu. Một tháng nó có thể trồi sụp thất thường. Ôi, xin đừng lấy anh Trăng ra mà thề mà thốt. Tôi thề rằng anh yêu em. Tại vậy sao mày lường gạt tao? Tao hiền hậu quá mà Bảo. Tao thánh thiện quá mà. Sao mày nói lần nào lường gạt một người con gái yếu đuối, đơn giản không có một tấc sắt trong tay, chỉ có tiền thôi. Tại sao mày lường gạt như vậy? Trời đất ơi, tôi nói rồi, đây nè. Tôi xin thề. Mày bớt thề đi. Cái đó không phải là hàng giả. Chứ hàng gì? Hàng nhái. Hàng nhái. Trời. Trời ơi. Trời ơi, chịu nổi nó không? Đó cô ba với chú hay chịu nổi nó không? Nó không phải là hàng giả. Hàng nhái. Con tôi vàng ngọc chứ cho uống hàng nhái. 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 Mà cũng vừa chị lắm. Cho bỏ cái tật. Chuộng hàng ngoại.